chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ủ trà để pha trà đào trà vải và cách làm một ly trà đào trà vải ngon để kinh doanh nha các bạn. Thì chúng nguyên liệu mình cần chuẩn bị là 15g trà gôn lần. Trà gôn lần đây các bạn nha. Vải thái, đào ngâm Redco và siro đào Sunny, hiệu Sunny nha các bạn. Siro vải của hiệu Sunny luôn. Và 1 lít nước sôi. Và trước tiên mình sẽ cho trà vào túi ủ nha. Mình ủ 20 phút nha các bạn. Thời gian ủ trà thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách mình để cắt đào nha. Mình chọn đào Redco này thì đào này rất là giòn và ngon nha các bạn. Nó một miếng như thế này là mình sẽ cắt ra làm 8 lát nhỏ nha. Các bạn lưu ý là mình đừng cắt dày quá, ăn sẽ ngán nhé. Mình sẽ chia làm 2 chút nè. Rồi mình sẽ chia đôi miếng nhỏ này chút nha các bạn. Xong rồi mình cắt mỏng lần lần nữa. Mỏng như thế này là được rồi nè. Đó, mình cứ các bạn cứ chia làm 8 miếng cho mình nha. Loại vải này thì trái cũng nhỏ các bạn, cho nên mình không cần cắt nha. Đây các bạn xem nè, nhỏ như là vừa nè. Nếu các bạn chọn loại vải nào mà trái lớn thì mình sẽ cắt đôi ra cũng được. Đó, mình để nguyên trái cho đẹp ha. Đào và vải khi mình khui ra như thế này nè các bạn, thì mình chỉ sử dụng, mình để bảo quản ngăn mát, mình chỉ sử dụng trong vòng 1 tuần thôi nha. Mình để lâu thì nó sẽ bị bở, nó sẽ bị chua, bở và hư nha. Nếu các bạn muốn để lâu hơn á, thì mình sẽ chỉ cho các bạn một cách là mình chia từ phần nhỏ thế này, xong rồi mình chia từ phần ra, mình bỏ vào bịch, mình bỏ vào ngăn đông bảo quản nha các bạn. Bảo quản như vậy nó cũng bình thường chứ không bị hư gì hết nha. Thì mình cũng đã làm cách đó là mình thấy rất là ok nhé. 20 phút ủ trà đã xong, bây giờ mình vớt túi lọc trà ra. Các bạn vớt ra vắt ráo và mình chờ trà nguội. Trà nguội mình sẽ bảo quản trong ngăn mát tủ lạnh, mình dùng trong 2-3 ngày nha các bạn. Nếu mình để lâu quá thì sẽ mất mùi trà, sẽ không còn ngon nữa nha. Trà này mình đã bảo quản lạnh rồi nè các bạn. Trà rất là thơm nha. Trà này đặc biệt là trà không đắng. Mùi thì mùi của mùi trà tự nhiên. Uống rất là thanh mát nha các bạn. Bây giờ mình sẽ pha 2 ly, 1 ly trà đào, 1 ly trà vải cho các bạn tham khảo nha. Và mình chuẩn bị 2 cái ly. Đó, mình trước tiên mình sẽ lấy siro vải 35ml nha các bạn. Đường mình sử dụng đường ướp hoa, đường ướp mình lấy 15ml. Cốt trà 180ml. Trà này bán là đảm bảo đông khách nha các bạn, uống rất là ngon luôn. Rồi sau đó mình sẽ thêm trái vải nha. Rồi xong rồi nè các bạn, bây giờ mình cho đá vào nha. Thơm, mùi
trà thơm, vị trà rất là dịu, ngon lắm luôn bạn ơi. Khách rất là thích uống cái trà đào, trà vải này của quán mình luôn á. Còn trái vải các bạn trang trí thì các bạn tùy theo cái giá cost của quán mình nha. Nếu mình bán giá cao thì mình có thể để hai trái, còn bán giá thấp thì mình để một trái thôi nha các bạn. Mình decor như thế này nha. Rất là hấp dẫn luôn, ngon lắm luôn á. Bây giờ mình làm tiếp trà đào cho các bạn xem nha. Cũng tương tự, mình sử dụng 35ml nước siro đào. Mình chọn cái siro Sunny này là vì cái siro này hương thơm tự nhiên và cái vị cũng không có gắt nha các bạn, nên kết hợp với cái golden này là tuyệt vời luôn. Đường là 15ml. Cốt trà là 180ml nha. Đào thì mình cũng cho khoảng 2 đến 3 miếng nha các bạn, tùy theo cái giá các bạn bán nha. Mình cho 2 miếng thôi nha. Rất là hấp dẫn luôn. Rồi, các bạn có yêu thích kênh của mình thì nhớ bấm like, subscribe, chia sẻ, ủng hộ mình nha. Và nhớ comment bên dưới nha các bạn làm thành công nhớ comment bên dưới cho mình vui nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.